Kiều Trần. Đầu tiên, mình xin gửi đến tất cả các bạn lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và hôm nay, mình cũng xin chia sẻ đến với tất cả các bạn thêm một món ăn chay nữa mà có nguyên liệu là rất là dễ tìm luôn, mà có lẽ là từ người lớn, trẻ nhỏ cho đến người già đều rất là thích ăn. Đó là món súp bắp chay. Nói về súp thì có lẽ các bạn cũng biết đó là một món ăn hết sức là thông dụng, không những ngon mà thật sự là rất là bổ dưỡng luôn, nhất là trong những ngày tiệc như là tiệc cưới, tiệc hỏi, thôi nôi, sinh nhật hoặc là tiệc tân gia. Thì trong những bữa tiệc đó các bạn đều thấy món khai vị đa phần là đều có súp. Và cái món ăn này không những vậy mà còn là trong những ngày chúng ta mệt hoặc là thời tiết thay đổi hoặc là công việc rất là bận rộn hoặc là có bạn tới nhà chơi thì chúng ta đều thực hiện món ăn này thì sẽ rất là ngon và rất là dễ làm luôn. Và nguyên liệu của chúng ta hôm nay sẽ gồm có là một trái bắp tươi là bắp Mỹ, 100g nấm bào ngư xám, một ít ba rô sắc lát mỏng, một ít bột năng, một ít nước củ hầm và một ít ngò rí. Về phần bắp thì các bạn có thể chọn bắp Mỹ hoặc là bắp nếp đều được nha, miễn là bắp tươi. Với Việt Nam mình thì rất là dễ tìm bắp tươi luôn, còn như những bạn ở nước ngoài thì không có bắp tươi trái như mình thì các bạn có thể là mua những bắp loại bắp tươi mà người ta đóng hộp ở trong siêu thị về mình cũng có thể nấu được nha. Về phần nấm thì ở đây mình sẽ dùng là nấm bào ngư xám, tại vì ngoài nấm bào ngư xám ra mình nghĩ là không dùng loại nấm khác vì nó sẽ không có ngon và không có phù hợp bằng. Tại vì khi cái nấm bào ngư xám này nó không những ngọt mà khi chúng ta xé sợi ra thì nó sẽ nhìn rất là hấp dẫn luôn. Ba rô thì các bạn sẽ sắc lát mỏng hoặc là băm nhỏ tùy thích. Ngò rí mình đã rửa sạch và mình cũng đã xắt nhỏ sẵn như thế này nè các bạn. Về phần nước thì chúng ta sẽ dùng là nước củ hầm. Ở đây mình dùng là su su, cà rốt và cải thảo mình đã hầm lên và lấy nước sẵn như thế này. Với những bạn ăn chay trường thì mình nghĩ các bạn cũng nên là lâu lâu chúng ta cũng hầm một nồi củ như vậy. Và sau đó thì chúng ta để dành nước trong tủ lạnh, bỏ vào cái hộp. Và khi chúng ta còn ăn như là nấu canh, nấu súp hoặc là nấu bún, nấu phở, nấu lẩu thì chúng ta dùng cái nước này để chúng ta nấu thì dinh dưỡng nó rất là cao. Còn như những bạn bận rộn, không có thời gian hầm hoặc là không có thích cầu kỳ thì các bạn không hầm củ cũng được. Chúng ta sẽ dùng bắp và nấm như thế này và chúng ta sẽ thêm một ít củ như là cà rốt hoặc su su nấu kèm vào thì cũng được nha. Và đặc biệt là chúng ta phải có bột năng mới được. Gia vị đi kèm của chúng ta hôm nay sẽ là gồm có là muối, đường, hạt nêm chay, một ít hạt tiêu và dầu ăn. Các bạn thấy không, từ nguyên liệu cho đến gia vị đều gần gũi với chúng ta, rất dễ tìm luôn. Nếu các bạn thích cái món này của mình thì hãy nhấn like và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh và chia sẻ mạnh tay giúp giùm mình để cho thực đơn chay của chúng ta ngày càng phong phú và đa dạng hơn nha. Và nếu các bạn thích cái món này của mình thì mời các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Với phần nấm thì mình đã mới đi rửa sạch rồi nha các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành xé sợi nha. Các bạn nhớ là chọn những tay nấm bào ngư xám nở lớn như vậy thì khi các bạn làm nó sẽ ra những sợi rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình xé ha. Các bạn xé những sợi nhỏ thôi nha. Như nhỏ như vậy nè các bạn nè. Đó. Thật ra ngoài nấm bào ngư xám ra nếu các bạn không thích, các bạn có thể là dùng qua nấm kim châm hoặc là nấm rơm. Nhưng mà phần nấm rơm thì chúng ta không có xé sợi được. Cho nên là mình tại sao mình nói là mình chọn nấm bào ngư xám là vậy. Còn nấm kim châm tuy là khi cắt ra nó có sợi nhưng mà khi nấu lên thì nó cũng nhìn không có bắt mắt bằng là nấm bào ngư xám nha các bạn. Cho nên là các bạn cứ xé sợi nhỏ như thế này nha. Nhỏ như vậy nè. Mình xé hết chỗ nấm này luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xé hết ha. Và mình đã xé xong phần nấm rồi nha các bạn. Mình sẽ để nấm qua một bên. Tiếp theo mình sẽ cắt phần bắp nha. Với bắp thì các bạn sẽ để như thế này và mình sẽ lấy một cái dao
Sau đó mình sẽ cắt nhỏ ra như vậy nè. Rồi các bạn cắt như vậy á. Như thế này nè các bạn. Và chúng ta cắt cho hết phần bắp này thì thôi nha. Và phần bắp mình cũng đã cắt xong rồi nè các bạn. Nếu mà nhà mình ăn đông người thì mà các bạn có thể tăng lượng bắp và tăng lượng nấm lên. Còn nếu ít người thì chúng ta giảm lại ha. Hoặc là các bạn thích ăn nhiều bắp thì mình có thể cho bắp nhiều hơn. Bây giờ thì phần bắp và nấm của mình đã xong rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp và nấu món súp bắp nha các bạn. Đầu tiên các bạn cho một cái chảo lên bếp và mình mở lửa lên nha. Giờ mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn nha các bạn. Và mình sẽ cho hết phần ba rô mà mình đã cắt lát mỏng vào rồi. Chúng ta sẽ phi thơm phần ba rô này nha. Mình sẽ tao nấm trước. Tại vì nếu như chúng ta để nấm tươi như vậy chúng ta nấu thì có một số bạn họ sẽ không chịu được mùi nấm mà còn tươi, chưa có khử qua mùi. Cho nên mình sẽ khử qua ba rô cho nó thơm. Còn nếu như bạn nào không thích dầu mỡ, không thích mà mình thích ngửi cái mùi nấm cho nó thơm thì mình sẽ ăn đúng mùi nấm thì mình không cần phải cho qua ba rô nha. Ba rô đã thơm rồi, mình sẽ cho hết toàn bộ phần nấm đã xé rồi vào và mình sẽ xào chín sơ nha các bạn, mình không cần xào chín kỹ. Và chút xíu là mình còn nấu nữa, mình sẽ xào với lửa lớn nha. Với cái phần nấm này khi các bạn rửa các bạn không cần phải bắt cái thật ráo, tại vì mình nấu súp mà, cho nên nấm có ra tí nước thì cũng không có sao nha các bạn. Mình đảo đều để cho nó teo lại là được rồi nha, chứ không cần phải là thật chín ha. Tại vì nấm thường thường là rất là mau chín luôn. Như thế này là được rồi nha, mình sẽ tắt bếp. Chúng ta sẽ lấy một cái son và mình sẽ cho hết phần nước củ hành này vào nha các bạn. Mình sẽ mở lửa lên để cho nước sôi ha. Nếu nhà bạn ăn đông người thì các bạn dùng nhiều nước, còn nếu ít người thì chúng ta dùng miễn sao cho đúng, cho đủ với khẩu phần ăn của gia đình nhà mình nha. Và chúng ta sẽ nấu cho đến khi cái phần nước củ hành này nó sôi lên thì chúng ta mới bắt đầu cho bắp và gia vị vào nấu nha. Nước của chúng ta đã sôi rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nêm vào đây một ít muối và một ít đường nha. Đường mình cho ít thôi ha, tại vì phần bắp Mỹ nó đã ngọt sẵn rồi đó các bạn, cho nên mình cho ít đường thôi. Bây giờ thì mình sẽ quậy đều lên nha. Và mình sẽ cho hết phần bắp vào nha các bạn. Bắp sẽ rất là mau chín luôn đó. Chúng ta mở lửa lớn nha. Bây giờ thì mình sẽ chờ bắp chín ha. Khi có bọt khí nổi lên thì chúng ta sẽ vớt lên nha các bạn. Bắp Mỹ rất là mau chín luôn. Chỉ cần nó sôi lên một cái là chín liền đó các bạn. Cho nên đợi bắp nước nó sôi lên một cái là mình sẽ cho nấm vào nha. Ta hất sạch bọt lên. Và nước đã sôi lên rồi này các bạn ạ. Mình sẽ cho hết phần nấm vào luôn nha. Nấm hồi nãy mình mới xào xong đó. Bây giờ thì các bạn đã có thể nhìn thấy được là cái nồi súp của chúng ta nó hấp dẫn như thế nào rồi phải không ạ? Chúng ta tiếp tục hớt bọt nha. Nếu có bọt nổi lên là mình sẽ vớt ra. Trong thời gian chúng ta đợi nồi súp này chín thì mình sẽ lấy cái chén bột năng này, mình sẽ cho vào đây một ít nước lọc nha các bạn. Các bạn chỉ ít thôi nha. Mình sẽ quậy đều lên. Ít như thế này là đủ rồi này các bạn này.
đều, thật là đều như vậy là được rồi này nha. Và bây giờ các bạn đã dễ dàng thấy được là nồi súp của mình nó đã sôi rất là nhiều luôn và nó đã bắt đầu chín rồi đó các bạn. Nấm cũng rất mau chín mà bắp cũng rất mau chín. Bây giờ thì mình sẽ cho vào đây một ít hạt nêm nữa nha. Các bạn hãy khuấy đều lên và nêm nếm cho đúng khẩu vị gia đình nhà mình nha. Bây giờ thì nồi súp của mình đã chín rồi nè các bạn. Mình sẽ bắt đầu là cho bột năng vào nha. Mình bắt đầu đánh bột năng. Các bạn mở lửa lớn nha. Chúng ta không đánh quá đặc ha. Xịt xịt sơ sơ thôi, vừa vừa thôi. Chứ nếu mà đặc quá thì ăn nó sẽ rất là mau ngán. Như vậy là được rồi nè các bạn. Với cái độ sệt sệt như thế này là đã được rồi nè các bạn nè. Và nồi súp của mình đã chín rồi nha các bạn. Các bạn nhớ là hãy nêm nếm theo đúng khẩu vị gia đình nhà mình nha. Mình sẽ tắt bếp và cho ngò rí vào ha. Bây giờ thì các bạn cho ngò rí vào đây luôn. Mình cho hết phần ngò rí vào cho nó ngon nha. Và nồi súp của chúng ta đã xong rồi đó các bạn. Rất là thơm, rất là hấp dẫn luôn. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được. Bây giờ mình sẽ cho ra tô nhé. Mình cho ra tô nha. Các bạn quậy đều lên rồi mình sẽ múc ra tô ha. Mình sẽ trang trí lên đây một ít lá ngò rí cho nó đẹp nha các bạn. Cuối cùng thì mình sẽ rắc lên đây một ít hạt tiêu. Các bạn thân mến, chỉ trong khoảng 10 đến 15 phút thôi, các bạn đã dễ dàng thực hiện được một món ăn ngon như thế này. Còn chờ gì nữa mà chúng ta không thử bắt tay làm nồi súp này hả các bạn? Nếu các bạn thích cái món này của mình thì hãy nhấn like và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh và chia sẻ mạnh tay giúp giùm mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào món chay tiếp theo nha.